Chào tất cả mọi người, tôi là Nguyễn Văn Trường. Hiện tại tôi đang có mặt ở khu nuôi của chú Thông. Hiện tại chú Thông đang thả hai ao con giống OBS và sử dụng các cái mặt hàng thuộc thủy sản OBS. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết thì em cùng với chú Thông đã thăm đầm của chú. Đây, hai ao của chú, một ao 1.200 và một ao 1.000. Ao này 1.200 hả chú? Ngang hả? Có ao bên kia? Ngang hả? Hiện tại ăn được mấy ký đây nè chú? Hiện tại mình ăn được mấy chục ký đây? 200 mấy. 200 mấy hả? 270. Về được mấy chục con? 30 chưa? Chưa rồi, chắc về có 4. Đây tầm một chục. Chú ra đi, con quay nè, con đang quay nè. Đây, nhà phân phối thuộc thủy sản OVS nha. Con giống OVS là sử dụng các mặt hàng thuộc thủy sản OVS. Khoáng cũng như vi sinh. Ôm đảo quá. Quá tuyệt vời. Đây. Rang ruột rất là ok. Mừng rất là bự nha. Được mấy dưới hai ao này được rồi vào được mười mấy tấn không chú? Chắc mười mấy tấn á. Mười mấy tấn. Quá tuyệt vời. Màu nước rất là ok, rất là đẹp, nước rất là mừng. Thì chủ đang sử dụng vi sinh thì OBS cũng như các dòng khoáng như Mix 200, SB Alkaline, Vitamin Blue. Và đặc biệt là sử dụng bộ gan ruột là hớt cua, Biogon, Lactic. Đây. Quá tuyệt vời. Hôm thả giống OBS nha. Mọi người có bắt giống OBS thì liên hệ qua số điện thoại 0848075075 gặp em. Hiện tại em đang phụ trách khu vực Phú Tân, Cà Mau. Có bầm mặt quá. Chú cảm nhận thấy thuộc ba con giống thế nào? Hàng OBS thì tốt. Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi. Con tết rồi. Dạ. Trời. Quá đẹp quá. Sao lại nó hơi nhỏ ra đây kia. Dạ. Leo góc. Dạ. Nhưng mà giác này nhầm giác giả là mình bự lắm. Giờ này mà để qua tết là quá tuyệt vời luôn. Gắn nuôi về hết cỡ. Rất là tuyệt vời. Đấy, thì qua năm mới thì chắc công ty OBS có thức ăn. Thì hiện tại thì chưa biết như thế nào, nhưng mà thấy công giống OBS cũng như các mặt hàng thuộc thủy sản OBS thì khách hàng ở khu vực đang rất là ưa chuộng. Đây là các trái thuộc OBS. Đây là thuộc OBS nha. Hớt cua Casifort Biogon. Đấy, quá tuyệt vời. Mít 200. Đấy. Thật là ok. Dạ. Hớt 3 hớp. Đấy. Biogon. Mít 200. Gì cũng có. Rất là tuyệt vời. Đây, đăng xá thì những cái ao lắng, ao sẵn sàng. Và bên này chuẩn bị làm một khu nữa chú. Đây, rất là tuyệt vời nha. Đây, mọi người thấy không? Mình 200 mà, khoảng. Rồi, hai ao này quá tuyệt là bảo đảm là về sai lượng tốt. Đây, mọi người hãy tin tưởng và sử dụng giống OBS cũng như các mặt hàng thuộc thủy sản OBS nha. Rồi, xin chào mọi người. Hẹn gặp lại tất cả quý anh chị em và các bạn ở những video tiếp theo.